Con to nhất luôn, to dễ sợ. Con bị đau này. Có số con viêm kìa, đụng pháp đau đúng không? Đến đây cố gắng nhá, cứ nhẹ nhàng. Cố gắng em. Dạ anh đau lắm. Dạ đi. Cố gắng nha. Rồi. Nó không muốn ra luôn em. Chỗ nó đau. À, xí xí thôi, xí thôi. Nam rồi ta. Cho qua đây đi. Chỗ lúc nào có lên đây chỗ nó đau đi có lên đây để họ đau kìa à, họ cũng đau mình cũng đau cố lên nhá thật là thấy mụn không có ai không đau hết.
mà mụn em cứ rất là lâu ngày em mới đi lấy phải không? Chỗ nó đau quá. Đau. Có thế này. Thấy là nó mệt. Mụn cứng mà nhẹ thì nó không ra, mà mạnh thì bà đau. Tôi sẽ biết là làm răng luôn. Để mụn không có ra luôn em. Em rát tay luôn rồi. Đừng lo, phải lấy thôi chứ. Một em chỉ đè nhẹ nó không ra. Cố gắng nghe. Mụn không muốn ra luôn á. Em mặc khẩu là chỉ được chuyển tiền. Loan Nguyễn 20 chị ạ. Loan Nguyễn 20. Lấy ổn định rồi đúng không? Dạ. Em à, dạ, tại ấy bao nhiêu đó chị? Nó không phải được em. Đứng tính luôn, tính luôn, bấm bấm. Con từ từ đấy. Đau chịu nổi đau quá. Nhà khó lấy lắm. Nhà lì lắm. Loan Nguyễn 20 à? Dạ. Cái này thoa vô ra chị. Thoa lớp mỏng đèo hết mặt nha. Cái khăn ra. Em người. Cái thuốc này là cho mai à? Còn một mấy kia. Trong bãi còn cứ là mụn với lại mấy cái kia là bao nhiêu? Tham dự. Thế thoa một lớp mỏng đèo hết mặt sáng và tối nha. Dạ. Mười ngày, tuần 10 ngày nữa anh, đó rồi. Hết rồi, phải hết mà ra bạn.